Giờ không biết là mưa rồi, coi như quay rồi mọi người có thấy rõ không ạ? Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Nhà là giờ là đang lút gần lên đến mái nè cả nhà này. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Rồi tới thôn rồi nha cả nhà. Giờ là tới cái đoàn thôn Cô Lập rồi nha cả nhà. Là đoàn của chúng tôi là đi đã tới nơi. Rồi người dân đang ra đi đón. Đứng đứng ở đây đi giao chứ đâu phải giao một chỗ đâu phải đi mang đi đâu. Rồi đã tới nơi rồi nha mọi người ơi. Đó. Rồi giờ là đang đấy, người dân là ra đón nhận những phần quà nha mọi người. Lấy cái tư rồi bộ bạn ơi. Trời mưa quá nha mọi người. Rồi chúng ta cùng đồng hành với nhau để tiếp tục đi vận tải quà nha mọi người. Lớn lắm anh em, lại chúng ta là đi máy bay rồi. Chào bạn để có chính quyền địa phương rồi đang chuẩn bị dẫn đến những hộ khó khăn nhất ở trong thôn nha mọi người, để phân phát những phần quà nhỏ nhưng mà có ý nghĩa đối với người dân miền Trung. Chắc bỏ lên mới bắt đầu đi cái này nước ăn chân á, kiểu là ngâm nước á. Có người thấy không ạ? Nước mà có như ăn cả chân. Hai ông người ta, tức là hai ông người ta. Hai ông người ta. Hai đứa gãi lên vốn. Được rồi, có lên bà tí nữa cho bánh quà cho. Mọi người thấy không ạ? Nước ngập ở đây là coi như cả tuần 10 ngày nay rồi nha mọi người. Dạ. Rồi tí nữa bà. Rồi tí nữa cháu quay lại. Vâng. Những hình nếu mưa nó lớn quá mà hình ảnh nó không được sắc nét thì mọi người xem video cũng thông cảm nha mọi người. Cần hàng hay là cần tiền đó mọi người ạ? Ông bà này có rồi. Không rồi, để con dừng rồi. Ở đây là nguyên một thôn ở đây luôn à? Dạ, nguyên một thôn ở đây luôn đó. Thôn ở đây là mấy chục hộ anh? À mà mấy trăm hộ? Nhiều lắm, ở trong kia 300. Nữa.
300 hộ. 300 mấy đó? Ờ. Có người đó có những tiền tiền. Dạ. 300 đây là phần quà của mình, bữa nay giao ra đây là chưa có đủ đúng không? Không, mình đủ, mình lấy mới cầm tấm tứ, ba tấm tứ đi. Còn trong kia chứ có. Rồi, tiếp tư, tiếp tư. Ngày mai có tích việc ra lại tiếp tục. Rồi, tiếp tư, má nhỉ, có đi. Mọi người thấy không, má thiếu rất là nhiều mọi người ạ. Nguyên cái thôn này là cô lập hơn 300 hộ nha mọi người. À, đây là anh béo nhất thôn đang đẩy xe. Đang đẩy xe đi phát quà từ thiện. Bây giờ là coi như cứ mang quà đi theo dọc đường là phát cho những người dân ở đây nha mọi người. Đây nha mọi người. Đây. Mình đem vô vô nhà hồ luôn đi. Đúng rồi. Có cái tầng có người đem vô. Đây qua. Đây luôn, đưa luôn.